Thưa quý vị, lãnh đạo đảng đối lập của Nga Alexei Navalny đã bị bắt giữ tại thủ đô Moscow. Lực lượng cảnh sát người bản xứ đã phải giằng co một cách dữ dội để ép buộc lãnh đạo đảng đối lập kiêm nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny vào trong một chiếc xe tuần tra vào ngày Chủ nhật vừa qua, chỉ vài phút đồng hồ sau khi ông tới phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử để yêu cầu các cử tri tẩy chay cuộc biểu tình không minh bạch sắp sửa diễn ra vào tháng 3 tới đây. Một đoạn video đăng trên mạng xã hội đã quay lại được cảnh tượng ông Navalny đang đứng trên một đại lộ lớn ở thủ đô Moscow, vốn tọa lạc cách Điện Kremlin khoảng vài trăm mét, để cùng một số người có chủ trương ủng hộ đảng đối lập tham gia vào cuộc biểu tình chống chính phủ, bất chấp sự hiện diện của các cảnh sát. Vào buổi sáng cùng ngày, cảnh sát đã bố ráp vào trụ sở của Ủy ban tranh cử của ông Alexei Navalny vì cho rằng nơi này bị đe dọa đánh bom khủng bố. Ủy ban bầu cử quốc gia Nga đã tuyên bố không cho phép ông Navalny tham gia vào cuộc tổng tuyển cử, vốn đã được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 3, do ông đã từng có tiền án phạm tội tham nhũng và khích động bạo lực. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được kỳ vọng sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3.